con vậy? Ủ mùi luôn. Ủ ủ ủ ủ ủ mấy con là nuôi luôn. Ờ ừ, cá út trời. Ba con, hai con cá xanh kỳ và một con cá út. Kêu dữ hả? Bữa nay làm cái clip anh Nghĩa vượt máy 1000 cái. Thử thách vượt máy 1000 cái. Coi chừng nào cái máy nó chạy nè. Chết luôn. Dạ Tùng xin chào quý ông bà cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV. Bây giờ khoảng 1 giờ rạng sáng cả nhà ơi, 1 giờ đêm. Nay Tùng mời cả nhà theo xuồng của anh Nghĩa. Phía trước là anh Nghĩa mình cả nhà ơi. Hello chào cả nhà. Dạ. Hôm nay anh em mình hẹn nhau đi cuốn lưới cá sát. Anh Nghĩa giăng lưới cá sát được bao lâu rồi anh nhỉ? Mới dạ. Anh qua mấy giờ? Qua 11 giờ. Dạ. Vậy là anh văn xong rồi anh cho em ngủ chút xíu không? Chứ hồi sớm nè anh em mình hẹn 11 giờ cả nhà. Giờ này là 1 giờ rồi. Vậy là tôi mời cả nhà xuống xuồng nha. Bữa nay cũng gió nhiều ha anh Cúp, anh Nghĩa ha. Giờ đỏ rồi nãy. Lạnh nhưng mà không bằng bữa hổm. Bữa nay có ai qua văn lưới nữa không anh Nghĩa? Biết đâu ạ. Nãy giờ không thấy hả? Không thấy gì nhí luôn. Dạ. Hôm qua hẹn với nhí đi đã rồi bỏ gió mình. Hôm qua gió mạnh quá trời thôi. Dạ. Lạnh quá. Lạnh sao cởi áo ra anh? Cội kéo một chút lại đổ mồ hôi à. Ừ, nội kéo dây cái đầu phao này là ra mồ hôi rồi. Bây giờ anh em mình bắt đầu kéo lưới lên cả nhà ơi. Kéo lưới bắt cá. Tại lưới hồi sáng dính gốc. Yeah. Tôi lưa chứ. Có số 17 hay hồi sáng số 17 anh? Ờ. Thời tiết lạnh cá cũng trốn nữa ta. Đau mắt hết rồi. Mình còn trong bờ ra xích ra chút xíu coi. Đó. Mới nhắc hả? Ê cá bự nha anh nghe. Mở hàng con mạnh kilo cái nha ơi. Con cá sát bự lắm. Wow con cá sát mập. Quá đã nha. Hôm trước chúng là cá bự gì không nè hả? Ừ. Wow. Chứ. Ôi, yếu quá vậy, thả vô luôn hả? Ừ. Cho nó vô đục. Rồi, chìm. Anh để đi dạy con đi em đổ.
lên lưới mình hỏng dính thôi, vì dính là cá bự không à, tại lưới thưa. Dạ. Này 4 phần hay 4 rưỡi? 4 rưỡi. 4 rưỡi luôn. Wow. Ừ. 4 rưỡi cá bự luôn. Ừ. cho cá út có lọt bớt. À, dư hai nó chỗ này cá bự không à, hành thử ra là 4 rưỡi. Dạ. Có con rồi im ngủ rồi. Có con một mắt tiêu luôn rồi trời. Một trong này trong bờ quá. Vậy là còn hy vọng. Ừ. Sao chứ sao? Lạch hoài. Thời tiết lạnh quá, cá rồi cũng nhát đầm. Trời, con cá út có dính cũng bằng kilo ha. Ừ. Lọt mấy cái bằng nhỏ trơn. Cải gì cũng dễ gỡ thôi. Dễ gỡ. Cá út ở nước ngọt của mình á, là cỡ này là bự này các nè. Dạ, cá út dính nhiều lại biết bữa nay cá hắc à. Bữa nào cá đâm cái lại cá út ít xíu à. Kéo lên cái út không gì. Được con cái xác cái mất tiêu luôn chạy. Cái này gắt quá chừng. Gốc. Ừ. Ôi cá út nữa. Rồi xong. Tình hình bữa nay căng. Sáng được ký lô không nhỉ? Có 4-5 con gì. Sáng anh nghĩ có văn mà ít. Tới nổi cá út còn không có để gỡ nữa hả? Ờ, cá út để ngoài hay là đổ vô luôn? Đổ hết trong. Đổ vô đi. Cho nó qua cái chớn cá út này đi. Bắt cá sát lại coi. Đó. Xanh trị bự đó, có lý. Tại vì lưới 4 rưỡi, con nào nấy đáng không ha, đánh con đáng con ạ. À, bữa hổm dính trăm mấy con cái gì, con này chừng 10 con 12 con ký không ta, được không? Cá này hả? Cỡ cỡ 10 con ký con mạnh cái đó đó kìa, dưới nước kìa, cá nó sát dưới nước kìa đó, có thể là từ đây dài ra nha anh Nghĩa. Dán lên, dán lên, đừng mất hy vọng. Lạch ngoài này gì nhiều hơn. Chờ 100 con thôi. Con này lại là con cá sát. Cái con vừa dính trước đó là con sinh kỳ. Nó yêu cầu mình dính cá sát sinh kỳ hoài cũng được đó. Bữa nào mà thắt cây lại cá út không à.
kéo lên gặp cái út không, đâu mất tiêu nữa rồi. Cá đi lẻ không à, tét lưới cút này bị gốc quên. Đó, 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 ô con tôm. Ô con tôm bự. Lý. Con tôm càng xanh. Con tôm càng. Càng này xanh nữa hả? Đây nó càng cái chót ngoài nó hồng hồng. Nó xanh cam vậy. Anh Ki. Lý. Này vô đục chứ đi. Ê. Mình thả bạn vô đục mà. Làm gì bạn đâu mà bạn kẹp mình. Đừng kẹp vô. Hôm trước có một bữa anh em mình đi văn câu mà mình bắt tôm càng đó nha, cũng thấy mê lắm. Mà bữa đó cũng trung bình, không được nhiều, nhưng mà mình văn nhiều lần thì thế nào cũng phải có một clip trúng thiệt trúng cho cả nhà xem cho đã. Có mấy bữa Tùng không có đi quay, anh nghĩ trúng rồi. Nên bữa đó phải có đi quay đỡ. Cá út. Cá út nó khó gỡ hơn mấy con cá kia thiệt ha. Nó xét sinh kỳ thế vậy chứ dễ. Vô nè mấy em ơi, vô đục. Ui một chùm, hai con. Bốn thử mà còn dính cá nhỏ nhỏ nữa. Mình thấy khá nhiều vậy cái mình đổ. Mình vừa rồi. Để nó đông quá cái nó mệt. Trong đây thoáng nước hơn. Cá có, cái đây mát nè. Dính gốc cá dính cá. Đó. Đó, khúc này ra ngoài dưới dính đều đi. Dăng lên. Dăng lên rồi đây. Chắc ủi quá. Ừ, lên luôn. Khỏi ủi. Bóng lao. Ồ, cá sát bự luôn. Ồ, cá sát. Ồ, cá sát chui vô hả? Ừ. Đó, ôi nái. Con cá nái. Con cá sát nhưng mà nó bự chứ cá nái chứ không, con cá tên nái nha cả nhà. nhiều lúc mà mình thấy con cá bự nó nói cá mập. Cá mập đâu, cá mập, con cá đó mà kêu cá mập gì. Không phải, con cá là mập. Quá đã. Bữa nào chúng cá lại cá bự cỡ đó rồi. Dạ. Con nào nó hết biết rồi. Con bự đó nay đi lạc cái gì. Vô bậy con nào nó bành thôi. Vàng lưới này bữa nay đưa ra xa là ngon. Thấy gió quá.
vô bờ quá. Mọi khi dính trong bờ bữa nay hay gió mạnh quá, vô bờ chết quốc. Ủ khúc ngoài này có lý quá trời nè. Đó. Ồ, cái dưới nữa kìa. Ồ. Lòng phỏng với trời ơi. Bữa nay ra ngoài trơn là ngon là trúng à. Ui, không biết được ha. Kèn cá rồi bữa nay dày mai khác. À, vậy đó chết ngày mai ra ngoài cái không có cá út không à. Bên ngoài có lý thiệt à, điều gì cũng đó. Đó, lên nước kìa, lên nước kìa. Chờ luôn đi. Thôi đổ đi. Để nghĩa kéo cá lên mình không thấy nữa. Ra con. Là bự nó bị dướng. Mấy con nhỏ nó ra mà con bự nó bị dướng cái lưng. Tại nó quá bự. Con gì? Mùi luôn. Mấy con là nuôi luôn. Cá út. Trời ơi. Ba con, hai con cá xanh kỳ và một con cá út. Kêu dữ hả? Nghe nhạc nghe nó kêu không? Gì dữ lắm. Mấy cái loài cá này á, thường nó có ba cái gai nên buộc phải mà bẻ xong mới gỡ nó ra được anh ơi. Tại vì mình đi giăng lưới cá sát, nó hú và xa, những loại cá da trơn á, mình phải kèm. Cá này gai không cũng ớn lắm. Gai chứ nó mắc tiền lắm nha cả nhà. Cá út chứ 220 một gai đó. Giờ này chắc em nhí mình nhảy mũi quá anh nhé. Đang ngủ ngồi vậy nhảy mũi, không biết chuyện gì xảy ra. Thì ra là anh Tùng mới nhắc. Lên mổ gai ra không à, 220.000. Anh Thành đặt nhí cá út rồi đó. Thiệt đó. Trời ơi. Còn nữa không nhỉ? Thiệt tình tớ. Bữa nay vàng lưới đưa ra ngoài hết là ngon. Ôi, cuộc đời đâu có biết được chứ ngờ. Vô bờ hết mấy phần nửa lưới. Phần nửa lưới còn phần nửa lưới ngoài. Không mà cũng còn hên anh, chứ để hết nguyên cái lưới vô bờ hết là nó khó gì. Thắt luôn ha. Hồi nãy gió quá tính về luôn đó là lỗ xăng luôn. Tính về đó chứ. Dạ.
Đó. Cá út. Hai con cá út. Thường thường cá mình giăng lưới nha thì nó hay bị sần lắm, còn cá mình câu á thì nó đẹp, con cá đẹp tại vì cá dính lưới nó bị quấn lưới á, rồi mình gỡ ra nó bị gọi là xây xác, nó chạy xước chút xíu nhưng không sao. Thì đây là con cá xác nha cả nhà. Còn ở đây là trứng cá út nè, một xuồng luôn đó, trứng cá út đó. Nó là còn bụng bầu nữa nè. Đúng rồi, thấy cái bụng nó u tròn tròn là có trứng nha cả nhà. Mà hầu như con nào cũng có trứng nha, đa phần. Ừ. 10 con là hết 9 con rồi. 9 con gử luôn rồi. Bởi vậy giờ con nó không có là tại vì nó mới đẻ luôn chứ không phải là nó không có nữa. Đấy rồi. Bởi vì dưới sông thì cốt quá quá nhiều. Tốc độ đẻ nó quá nên nó lẹ quá nên nó số lượng nó nhiều ha. Chứ thực sự mình cũng dính nó nhiều lắm chứ bộ. Ngư dân này có bữa trời dính mấy 20 ký nó. Chê cá này mãi 150.000 một ký đi kìa. 150.000 một ký đi, lại cá này nó mau hết lắm nè. Súng vô bắt cho coi. Ý là bộ lưới này né nó đó ha. Né đó mà còn dính vậy á. Con này nữa đi. Con này nữa đi em đổ. Ô nặng. Vừa cá vừa nước nè. Vô. Mất tiêu cá viền lưới luôn rồi. Đứt hả? Đứt. Cá ăn rồi. Đứt đường xa quá trời luôn rồi. Cái ốc cắn đứt chuyền lưới à. Cái thùng nằm rồi, nó cũng gần hết hả anh nha. Tự nãy giờ đen vô cá ngon lành. Trời ơi cái đuôi. Dây cũng dính cá nữa. Còn dây không. Ơi. Con chùm lưới siêu rồi, cũng vô nữa. Nhiều khi có những lúc mà dính cá mà tự nhiên mắc cười. Tê tiếu. Hết cái đường kiếm này. Khó quá, bỏ qua đi. Ra đây cá út không vậy? Rồi ra đây út rồi. Bởi vì đánh mà để canh cái lằn cá sát cá sình kỳ cũng khó lắm chứ bộ. Ừ. Trong bờ quá thì khi không có, mà ra xa quá thì bị thằng cá út rồi nè. Ừ. Canh sao ngay ở giữa. Con mốt chỗ khoảng giữa đó dễ chữ O cái rồi nha. Không ra xa mà không vô bờ. đánh vòng tròn đi ha. Hay quá cổ quá. Dính hả? Dính trưởng màu lắm. Vừa hồi vô nó nhảy lên cái dãy dễ dính. Tăng không? Tăng. Tăng đỉnh nè. Đầu ngoài này chất quất thôi.
Ở ngoài này có ốc không à? Ra nguyên cái lần mẹ mé này là toàn là có ốc không, đổ đi cả nhà ơi. Bắt vô đi. Có con cá dảnh nè. Chết quay rồi. Con cá ngát luôn. Một con cá ngát luôn. Cá ngát cầu cứng à. Cá đó cầu cứng, cá ngát cũng có cá ngát cầu cứng nữa nè. Nhỏ quá. Rồi sao? Cá này cá cá nhập viện nè. Cái cá nhỏ này ghê đó. Yeah. Mình khó nắm đâu. Khó cầm. Tại nó dãy nhiều. Dạ. Yeah. Thôi ổn vậy kìa. Mừng quá trời mừng mà. Mừng. Mai à, nhỏ chứ bự bự là bắt rồi. con cái ngát nhỏ cũng không dám nuôi nữa cả nhà ơi. Nuôi nó cái mai mốt nó mọc với gai lại á. À. Bởi vì ớn thả đi. Mai mốt bự lên ai bắt được thì bắt. Cuối cùng em ủi anh nghe. Đó. Con bự nữa kìa. Rồi em xin kỳ bình kỳ. Ủa con trên cái xác chứ. Ồ cái xác cái xác. Con dưới xanh kỳ phải không? Thấy bự quá. Không biết luôn. Hình như là vậy. Chưa thấy được. Nè, coi con gì bự thế. Xanh kỳ à. Bự quá. Đường nè. Nằm đâu. Nó từ từ cũng ra. Xỉu luôn kìa. Giờ này mình cái đèn mình ngoài đó lại hả? Cộng dây nó dài. Nước nó trôi vô bờ. Ồ, ừ, trời ơi. Tìm quá tìm. Học trò đâu mãi ra đâu. Ra giữa sông rồi. Cỡ nào cỡ cũng phải có một hai em đeo nghĩa chứ đâu có để bỏ nghĩa được. Đâu bữa nay ra giữa sông rồi. Anh nghĩa tưởng bữa nay là thoát học trò rồi. Đâu có dễ gì anh nghĩa. Bữa nay có đơn con một là quý lắm à. Mọi bữa nhóc. Hết lưới coi còn con cá sát nữa. Tới gì à? Hết thiệt luôn. Tới gì đầu lưới à? Hết lưới rồi cả nhà ơi. Lên cục đá cuối cùng. Xong. Hết luôn thiệt rồi. Rồi, anh em mình đã thăm xong rồi. Thì đây là con cá học trò. Cá này dính lưới 4 phần rưỡi nên nó nhỏ nha. Anh em mình ăn lưới tắt hoặc 8 phân á. Thì con cá học trò này bự lắm. Nó cũng cắt cái mấy đó. Còn trong đây á, thì mình được hai con cá, một con cá xanh kỳ. Đây là cái xanh kỳ, cá này mệt rồi, nó xỉu rồi. Cái lưng nó màu xanh này. Thường thường bà con mình gọi đây là cá xanh kỳ. Cái đuôi thì nó bằng, cái này coi nó bằng ha. Còn con cá sát á, thì cái này xem cái đuôi của nó trẻ, chữ V. Mà nó vàng. Nó có một lằn sọc cánh giữa đây nè, lằn sọc này. Lằn sọc đen chạy từ cái tai tụng này chạy dài ra đuôi rồi là cái xác thì phần mỏ của nó sẽ nhọn nhọn hơn,
nó nhỏ, nó thu dài ha. Mình thả cá sát vô đi thì nó khỏe, còn con này nè, nó mệt rồi đấy. Cá sinh kỳ thì cái, nhưng cá sinh kỳ thì cái miệng của nó tròn hơn nữa nè, gọi là sinh kỳ. Bữa nay ít cái nhà ơi, dạ kg. Hôm nay thu nhập trung bình thôi. Cuốn lưới xong rồi đó cả nhà, mà anh em mình tự về không được, cái máy bị ngọt xăng rồi. Nãy giờ tùng lợi tùng giật khoảng mười mấy cái, mười mấy cái hết nổi, kêu anh Nghĩa lại, anh Nghĩa làm cho mấy chục cái nữa rồi hết nổi luôn rồi. Ôi ơi phê vậy, bữa này trứng với ta kỳ vậy ta. Thôi nghỉ mệt chút xíu đi, thở đi. Ở trong thời gian chị nghỉ mệt, anh Nghĩa có lương, em có lương YouTube vậy anh chia sẻ tiền xăng với anh. Rồi rồi, cảm ơn Tùng nhiều. Rồi coi chỉnh sửa máy nha. Trời ơi sao kỳ vậy. Rồi nãy em lại việc không sụ tay rồi đó, mấy gầu cứu anh đó nó không được rồi, anh là giật giùm em đi. Lâu lâu nó bị trứng rồi. Trứng rồi. Bữa nay làm cái clip anh Nghĩa giật máy 1.000 cái. Thử thách giật máy 1.000 cái. Coi chừng nào cái máy nó chạy nè. Chết luôn. 1.000 cái chết thiệt đó. Nãy giờ giờ mấy trăm rồi đó. Ôi còn hơn tập thể dục nữa. Hơn tập gym nữa. Giật máy hơn tập gym. Ê mình không, mình canh nước nước lớn, gồng gì thận nước rồi mình bơi về luôn đi chứ giờ đợi thì sao giờ. Gọt vô đi, chừng nào thận nước mình bơi về. Nước xăng đầy hả? Ừ. Xăng đầy mới bị ngợp nè. Ê nó có cách nào để chữa không? Mình xả xăng hay là cái gì không? Hay là mình nãy anh khóa xăng để mình giật hết cái lượng xăng còn lại đúng không? Ừ. Rồi rồi rồi. Ừ thì nó hết cái đó nó phải chạy chứ ta, hết cái đó thì. Nó hết ngợp chứ. Quá vậy. À, thôi giờ để anh em mình chỉnh sửa máy cả nhà. Bây giờ mình tạm biệt cả nhà trước anh Nghĩa ơi. Rồi rồi, giờ đã xong buổi thăm lưới rồi. À, bây giờ Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay nha. Tùng và anh Nghĩa hẹn gặp lại cả nhà mình vào những video tiếp theo. Chào cả nhà. Ừ chào, xong quay qua sửa máy tiếp.